Vâng, thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 4 tháng 5 là ngày mà rất nhiều các bạn học sinh sẽ quay trở lại trường học. Do đó, trên rất nhiều số báo ra ngày hôm nay dành phần lớn những không gian báo để chia sẻ những nội dung liên quan đến giáo dục. Hôm nay thì khoảng 10 triệu học sinh trên cả nước sẽ quay trở lại trường sau 3 tháng nghỉ học do dịch Covid-19. Trên tờ Tuổi Trẻ có bài là náo nức trở lại trường. Còn báo Lao Động thì có đăng loạt bài là 100% trường lớp đảm bảo an toàn. Ở tờ Pháp Luật Việt Nam trang 13 thì có bài là Y tế dự phòng Việt Nam đã đi sớm một bước. Trong khi đó thì tờ Thanh Niên có bài là xả láng kiểu này nguy hiểm quá. Vâng ạ, còn về vấn đề mà kinh tế hồi phục sau một cái quá trình sau dịch như thế nào thì báo Người Lao Động đã đề cập trong bài Sức mua bật lên trong 4 ngày nghỉ lễ. Tờ Công Thương thì có bài Phòng vệ thương mại lá chắn bảo vệ doanh nghiệp cùng với nhiều bài báo khác cũng rất là đáng chú ý. Giờ đây chúng tôi xin mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì 10 triệu học sinh trên cả nước sẽ trở lại trường sau 3 tháng các em nghỉ học do dịch Covid-19. Không chỉ học sinh, giáo viên mà phụ huynh cũng rất hào hứng và tất bật chuẩn bị mọi điều kiện để con em mình được đến trường an toàn. Và các trường cũng có rất nhiều những cái sáng tạo thực hiện các quy định về giãn cách xã hội trong bối cảnh vừa phải dạy tốt, vừa phải quyết tâm chống dịch thành công. Báo Lao Động ở trang nhất và nhiều trang khác đăng loạt bài là 100% trường lớp đảm bảo an toàn. Và tính đến ngày 4 tháng 5 thì 63 tỉnh thành trên cả nước đều cho học sinh đi học trở lại. Trong đó Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh ưu tiên học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông đi học trước. Một số địa phương như là Hải Phòng, Hà Tĩnh, Bắc Ninh, Nam Định, Hậu Giang, toàn bộ học sinh các cấp sẽ được trở lại trường từ ngày hôm nay. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, đặc biệt thực hiện các quy định về phòng chống dịch của Bộ Y tế và 15 tiêu chí đánh giá trường học an toàn của Bộ Giáo dục Đào tạo, các trường học đã gấp rút chuẩn bị điều kiện để sẵn sàng đón học sinh. Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy rằng để học sinh quay trở lại trường được ở thời điểm như thế này thì toàn đảng, toàn dân của chúng ta đã thực hiện rất là nghiêm tất cả những chỉ thị của chính phủ và của thủ tướng để trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Và cũng chính vì vậy mà có thể thấy rằng trong đại dịch Covid-19, Việt Nam là một trong số ít nước được đánh giá cao về công tác phòng chống dịch bệnh. Một trong những yếu tố làm nên thành công đó là Việt Nam đã làm tốt công tác y tế dự phòng. Vậy vai trò của y tế dự phòng là như thế nào trong công tác phòng chống dịch ở Việt Nam? Phó Giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, cố vấn cao cấp của Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp các sự kiện y tế công cộng của Bộ Y tế đã khẳng định trên báo Pháp Luật Việt Nam trang 13 trong bài Y tế dự phòng Việt Nam đã đi sớm một bước. Và với bài báo này đã phân tích, điều thứ nhất là chúng ta đã chủ động ngay từ khi tình hình dịch xảy ra bên Vũ Hán ở Trung Quốc. Ngay từ khi có thông tin cho rằng đó là bệnh lây theo đường hô hấp, chúng ta đã ngay lập tức quan sát, lo ngại và nhận định nguy cơ xâm nhập sang Việt Nam rất lớn. Ví dụ như dịch bệnh SARS, cúm A, H7N9 thì đều có nguy cơ từ Trung Quốc. Chính vì thế chúng ta đã có sự cảnh giác cao độ. Điều thứ hai, tính chủ động thể hiện ngay ở các biện pháp để ngăn chặn dịch như phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch cũng đã được đưa ra. Thứ ba, với những loại bệnh như thế này, y tế dự phòng cũng đã nghĩ đến việc chẩn đoán dựa trên tinh thần của các yếu tố dịch tễ. Đó là tiền đề sớm để nghiên cứu ra các hướng giám sát và xử lý. Đó là những bài học, những kinh nghiệm rất quý báu. Trong tương lai, chúng ta cần đầu tư cho việc dự phòng để có những bước chủ động đối với dịch bệnh, như đầu tư cho việc phát hiện sớm tốt bằng các việc test kit, máy móc, đầu tư cho việc sản xuất vaccine. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu đã khẳng định như vậy ở trên trang 13 của báo Pháp Luật Việt Nam, quý vị có thể tìm đọc cụ thể. Thưa quý vị và các bạn, rõ ràng là Việt Nam chúng ta cũng đang có những tín hiệu vô cùng tích cực và khả quan trong việc kiềm chế và khống chế dịch Covid-19. Tuy nhiên, nguy cơ lây lan thì vẫn còn và những cái thông tin về dịch bệnh trên thế giới thì vẫn đang rất là phức tạp. Rất nhiều những bạn đọc đã cảm thấy lo lắng khi mà thấy hình ảnh một số những cái bãi biển, rồi chợ, rồi quán đông vui như ngày hội trong dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5. Trong đó có rất nhiều người thì không đeo khẩu trang, không giữ khoảng cách an toàn khi chống dịch. Liên quan đến vấn đề này thì trên trang 9 của tờ Thanh Niên có một tít bài là xả láng kiểu này nguy hiểm quá. Thưa quý vị, là chỉ thị 19 của Thủ tướng về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới sau thời gian cách ly xã hội. Mặc dù là cho phép các cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ hoạt động trở lại, nhưng vẫn tiếp tục quy định những điều kiện đảm bảo an toàn phòng chống dịch để bảo vệ cho gia đình mình và cộng đồng. Trong đó đáng chú ý là không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng, giữ khoảng cách tối thiểu 1 mét khi tiếp xúc, khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà nếu không cần thiết. Tuy nhiên, cảnh tượng xả láng trong dịp lễ vừa qua lại phổ biến ở rất nhiều nơi. Sự thiếu ý thức trong phòng chống dịch Covid-19 của nhiều người trong dịp lễ vừa qua đã làm nhiều bạn đọc lo lắng. Một bạn đọc bức xúc cho biết là
Khi nhìn thấy những hình ảnh tụ tập quá sức như thế này, tôi cũng cảm thấy sợ. Mọi người đừng chủ quan, đừng để lâu nay chống dịch trở thành công dã tràng. Cùng quan điểm, một bạn nào khác cũng bức xúc. Nguy hiểm quá mọi người ơi, dịch bệnh mà trở lại, phải cách ly thì phiền lắm. Và thưa quý vị và các bạn, quay trở lại với những thông tin được rất là nhiều người quan tâm liên quan đến việc loạn giá máy real-time PCR xét nghiệm COVID-19 tại nhiều địa phương thời gian qua đã được tiến sĩ Nguyễn Việt Hùng, nguyên vụ trưởng vụ quản lý đấu thầu, nay là Cục Quản lý đấu thầu của Bộ Kế hoạch Đầu tư, lý giải và chỉ ra nguyên nhân, được đăng tải trên trang 2 và trang 3 của tờ Tuổi Trẻ ra sáng ngày hôm nay với bài viết mang tiêu đề loạn giá mua máy xét nghiệm COVID-19 thiếu vai trò giám sát của ngành y tế, chỉ định thầu thiếu giám sát tạo ra một vòng tròn khép kín dẫn đến khả năng nhà thầu kê khống giá máy xét nghiệm COVID-19 rồi được tiếp tay làm thất thoát hàng tỷ đồng tiền thuế của người dân. Mua máy bằng tiền thuế của dân thì phải có bàn tay của nhà nước trong việc kiểm soát giá, phải thuê tư vấn thẩm định giá độc lập để kiểm tra mặt bằng giá bán thiết bị trên thế giới và trong nước, chứ không thể buông lỏng việc quản lý, tiến sĩ Nguyễn Việt Hùng nhấn mạnh. Đại diện vụ trang thiết bị và công trình y tế, Bộ Y tế thì cho rằng mua máy xét nghiệm COVID-19 thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, thành phố, còn hướng dẫn của Bộ Y tế là hướng dẫn về chuyên môn sử dụng loại máy nào, hóa chất nào, vật tư nào để thực hiện phòng chống dịch bệnh. Hơn nữa, trong mua sắm công, luật đấu thầu đã quy định rất rõ rồi, Bộ không thể can thiệp được. Bộ Y tế cũng đã có những cảnh báo với các địa phương rồi, đơn vị nào vi phạm quy định pháp luật đấu thầu thì phải tự chịu trách nhiệm. Thưa quý vị và các bạn, kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 lại trùng vào dịp cuối tuần nên người dân được nghỉ tận 4 ngày và được các nhà bán lẻ tiểu thương kỳ vọng sẽ là cú hích để kéo sức mua lên cao hơn sau 2 tháng sụt giảm vì dịch COVID-19. Báo Người Lao Động trang 11 đề cập vấn đề này trong bài là sức mua bật lên trong 4 ngày nghỉ lễ. Trước kỳ nghỉ lễ thì một số hệ thống siêu thị đã dự báo phản ứng thị trường sẽ tốt dần lên, người tiêu dùng sẽ trở lại chi tiêu mua sắm sau những ngày thận trọng thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, nên chủ động chuẩn bị lượng hàng hóa giá tốt và phối hợp với các nhãn hàng tiến hành khuyến mãi giảm giá. Thực tế là sức mua tại các siêu thị chợ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã tăng tốt trong những ngày nghỉ lễ. Nếu như khách đi chợ chỉ tập trung đông đúc vào sáng sớm và chiều mát thì nhiều gia đình đã chọn siêu thị, trung tâm thương mại làm nơi vui chơi giải trí, mua sắm để tránh nóng. Ông Đỗ Quốc Huy, giám đốc marketing của Sài Gòn Coop cho biết là phản ứng của thị trường trong những ngày qua đúng như dự đoán của nhà bán lẻ. Người tiêu dùng dần trở lại nhịp sinh hoạt bình thường. Mặc dù vậy thì các doanh nghiệp không chủ quan mà vẫn đang thận trọng theo dõi sát tình hình để vừa đảm bảo đủ hàng cung ứng cho nhu cầu tiêu thụ, vừa đảm bảo an toàn phòng dịch cho đến khi chính phủ chính thức công bố hết dịch. Thưa quý vị và các bạn, các biện pháp phòng vệ thương mại giữ một vai trò vô cùng quan trọng trong bối cảnh bảo hộ và xung đột thương mại diễn biến phức tạp trên thế giới. Đặc biệt là Việt Nam của chúng ta đang trong tiến trình hội nhập quốc tế sâu rộng. Rất nhiều các hàng rào thuế quan được dỡ bỏ theo cam kết của quốc tế. Và trên trang 3 của tờ Công Thương có bài viết với tiêu đề Phòng vệ thương mại lá chắn bảo vệ doanh nghiệp. Theo Bộ Công Thương thì số vụ việc phòng vệ thương mại những năm gần đây có chiều hướng gia tăng. Vào tính đến hết tháng 3 năm 2020 đã có 167 vụ việc phòng vệ thương mại do 19 quốc gia và vùng lãnh thổ khởi xướng điều tra với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam, trong đó nhiều nhất là Hoa Kỳ, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ, Liên minh châu Âu. Ngược lại, Việt Nam cũng đã khởi xướng điều tra 10 vụ việc chống bán phá giá, 6 vụ việc tự vệ và 1 vụ việc lẩn tránh biện pháp tự vệ. Trước tình hình trên, Bộ Công Thương đã chủ động thực hiện nhiều biện pháp, bao gồm cả trình chính phủ ban hành đề án xây dựng và vận hành hiệu quả hệ thống cảnh báo sớm về phòng vệ thương mại nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp sử dụng và ứng phó hiệu quả với các biện pháp phòng vệ thương mại. Từ đầu năm 2020 đến nay, thì Bộ Giao thông Vận tải đã tổ chức liên tiếp 3 cuộc họp để đánh giá, kiểm điểm trách nhiệm theo yêu cầu của Thủ tướng do triển khai thu phí tự động không dừng chậm tiến độ. Và báo Tiền Phong trên trang 15 đăng bài là triển khai thu phí tự động chậm, Bộ Giao thông Vận tải nhận phê bình nghiêm khắc. Theo nghị quyết của Quốc hội và quyết định 07 năm 2017 của Thủ tướng, việc triển khai thu phí dịch vụ đường bộ tự động không dừng trên toàn quốc phải xong trước ngày 31 tháng 12 năm 2019. Tuy nhiên, trên thực tế triển khai gặp nhiều vướng mắc dẫn đến không đạt được mục tiêu trên. Về trách nhiệm, Bộ Giao thông Vận tải xác định cơ quan này chịu trách nhiệm trong triển khai thu phí tự động chậm với các trạm do bộ phận quản lý.
Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chịu trách nhiệm với các tuyến cao tốc do Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam VEC quản lý. Ủy ban nhân dân các địa phương chịu trách nhiệm với những trạm thuộc phạm vi quản lý. Về giải pháp, Bộ Giao thông Vận tải cho hay đã đề xuất các giải pháp về mặt pháp lý để tháo gỡ vướng mắc trong triển khai thu phí tự động. Đáng chú ý là các trạm thu phí đang hoạt động phải vận hành thu phí tự động sau 1 năm kể từ ngày chọn được đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí tự động. Với trạm thu phí mới, chỉ được thu phí khi đã triển khai thu phí tự động. Trạm thu phí nào chậm triển khai sẽ bị dừng thu phí. Vâng, thưa quý vị và các bạn, và với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ với quý vị trong chuyên mục điểm báo thì hy vọng rằng quý vị cũng đã có một cái nhìn toàn cảnh về tình hình diễn biến ở trong nước của chúng ta cùng với những cái tiêu đề đang rất được quan tâm hiện nay. Và nếu như quý vị quan tâm hơn nữa thì có thể tìm đọc trên các trang báo Ra Sáng ngày hôm nay. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang những thông tin khác đáng chú ý.